Hôm nay chúng ta sẽ cùng xem bộ phim Chuyển sinh làm vua, xin mời các bạn cùng theo dõi. Nam chính nhớ lại ông từng nói với mình, tới khi ông gặp bà anh thì sẽ chỉ còn mình anh ở lại đây thôi. Ông khuyên anh, hãy xây dựng gia đình cho mình đi. Đó cũng là câu nói cuối cùng, ông để lại cho Carola. Câu nói đó khiến cho anh nghe đến ngẩn ngơ, dù sao anh vẫn không muốn yêu đương. Ở một thế giới khác, một nhóm người đang thi hành trận pháp. Ánh sáng xuyên thẳng lên chơi, tạo thành một trận pháp khổng lồ bao quanh thành phố. Còn bên này, karura đặt trả sách để về nhà thì bị một vòng tròn sáng dưới chân cuốn đi từ độ cao này mà rơi xuống anh nghĩ mình sắp chết đến nơi chẳng lẽ anh sắp đi gặp ông bà rồi không ngờ anh tiếp đất một cách an toàn chỉ là mông hơi đau một tí hú hồn đột nhiên bên cạnh có tiếng nói không ngờ lại triệu hồi được thật bọn họ chỉ định thử xem thế nào thôi karura được đưa đến gặp nhà vua nhưng đây là biểu cảm gì vậy cảm giác như karura là một sinh vật lạ bước vào vậy đức vua vui vẻ mở lời Xin chào anh hùng. Còn nam chính của chúng ta không vui một chút nào, tự đôm triệu hồi thì có. Đức vua thấy vậy hỏi anh, có phải tức giận khi tự nhiên bị triệu hồi không? Đức vua hòa hoãn nói, muốn giải thích cho anh tình hình trước mắt, sự việc rất đơn giản. Đây là siêu lục địa của Landia, nơi này gồm rất nhiều chủng tộc như con người, LF, người lùn và long tộc. Tuy nhiên khoảng hơn 10 năm trước, ở phía cực bắc đại lục có quái vật đến từ hư không gọi là ma giới, đã gây ra hỗn loạn cho các nước phương Bắc nhiều quốc gia đã liên minh lại với nhau lập liên quân chinh phạt tiến đánh ma giới tuy nhiên đều bị đánh bại mà rút lui thế là ma giới đã chiếm đông một phần ba đại lục hiện tại vùng lãnh thổ này gọi là lãnh địa ma vương dưới sự hợp tác của vài quốc gia mới có thể miễn cưỡng duy trì tình thế đến nay ấy đừng bảo bọn họ triệu hồi anh là đi đánh ma vật đấy nhé quốc vương lập tức phủ định một vị quốc sư đứng ra giải thích bởi vì vương quốc này nằm trong đất liền vì vậy phải trả phí bảo vệ cho các quốc gia tuyến đầu nhưng quốc gia này đã quá nghèo, vì vậy phải triệu hồi một anh hùng đến. Hóa ra, bọn họ triệu hồi anh hùng đến để chuyển anh sang đế quốc, thay cho tiền chi viện. Anh hỏi lý do mà bọn họ muốn giao anh cho đế quốc. Không lẽ là để giải đáp bí mật anh hùng bằng cách mổ xẻ? Cả triệu lần, bọn họ cũng không dám làm thế. Karura nảy ra một chú ý. Trước tiên, nên xem lại tài chính đất nước, rồi thực hiện chính sách thúc đẩy. Xây dựng một quốc gia đủ mạnh để khước từ yêu cầu của đế quốc quốc vương khen ngợi và tuyên bố giao lại ngôi vị cho anh. Sau đó, sẽ gả con gái của mình là Licia cho anh. Tất cả mọi người có mặt đều kinh ngạc, bao gồm cả Carura. Rất nhanh, đã lan truyền tin tức này đến toàn quốc, bao gồm cả Tam Quốc. Công chúa của Tam Công Tước, lãnh đạo quân đội Vương Quốc, bọn họ đều cảm thấy việc này rất thú vị. Tin tức cũng chuyển đến tai công chúa Licia, lo sợ bình an của phụ vương và mẫu hậu mình. Nhưng không ngờ, hai người đang thoải mái nhàn nhã ngoái tay. Công chúa đập cửa xông vào hỏi phụ vương, "Có sao không? Cô nghe tin ngai vàng bị chiếm đoạt nên tức tốc trở về. Sao hai người lại ung dung âu yếm như vậy?" Quốc vương giải thích, "Ngai vàng không phải bị chiếm đoạt, mà là ông thoái vị cho Carora. Hơn nữa, còn yêu cầu Lisia hãy tìm gặp Carora một lần, nếu không thích có thể từ chối, lúc đó vẫn chưa muộn." Công chúa Lisia liền tự mình đi tìm Carora, thấy anh đang hí hoái viết, không hề ngẩng đầu lên. "Nói cái người mới vào kia, cô có thể đọc chữ được không?" Công chúa tức giận, đừng có mà coi thường cô. Cô tức giận chất vấn anh, người không nhận ra ta ư, ta là công chúa. Thì ra, đây chính là vị công chúa trong truyền thuyết, cũng chính là vị hôn phu của anh sao. Nhìn kỹ, cũng có phong thái của công chúa đấy chứ. Karura bày tỏ sự bất lực. Thật ra anh ta cũng không muốn, nhưng thật sự không nghĩ rằng. Quốc vương lại đẩy ngôi vị này cho anh, anh ta thật sự không có cách nào. Vì để không trở thành chuột bạch thí nghiệm, cho anh ta vài năm, đưa đất nước này phát triển lớn mạnh sau đó anh ta sẽ thoái vị và còn chuyện hôn ước, Carura bày tỏ công chúa Licia hoàn toàn có thể từ chối. Công chúa liền hỏi về chuyện tài chính. Anh đã đem toàn bộ bảo vật quốc gia đi bán, phân nhóm bảo vật thành ba nhóm. Nhóm A là bảo vật có giá trị văn hóa lịch sử, những món hàng không có giá trị lịch sử xếp vào nhóm B, còn lại là bỏ vào nhóm C và chỉ bán nhóm B mà thôi. Đồ loại A thay vì bán đi, đem nó đi triển lãm ở viện bảo tàng hay gì đó sẽ tốt hơn. Bởi vì nó có thể trở thành nguồn thu nhập tiền mang tính lâu bền. Thế giới này có pháp thuật, có cả những sinh vật kỳ lạ sinh sống, ma pháp và ma vật, có thể làm rất nhiều thứ, nó cũng dẫn đến sự kém phát triển của công nghệ trên thế giới này. Thủ hạ nói với Karura, người anh hùng được triệu hồi, sẽ được ban cho một loại phép thuật. Thông qua việc dùng tay chạm vào đá thần thì có thể thấy được cảnh tượng trong não, biết được mình có thể dùng loại pháp thuật nào. Cách thức hoạt động khá đơn giản, còn lại chính là nhìn xem cách thức hoạt động của loại ma pháp này. Công chúa Alicia vừa mở cửa văn phòng, liền nhìn thấy một cảnh tượng đáng kinh ngạc và hỏi Carura: "Ba cây bút này, là anh ta sử dụng pháp thuật gì vậy?" Carura giải thích: "Là do anh ta dùng ý thức để điều khiển chúng, làm những ghi chép, nhu cầu thiết yếu hàng ngày. Như vậy, chúng có thể sở hữu ý thức của anh ta để tự làm việc." Carura vừa mới tiếp quản quốc gia này, hiện tại nhu cầu cấp thiết là cần tuyển nhân tài, nhưng người bên cạnh không đủ. Mặc dù, việc tiền cống cho đế quốc đã tạm thời được giải quyết, vì vậy, Karura ra quyết định điều tra nghiêm ngặt các quý tộc từ mọi tầng lớp, xem xem có người tham ô hay không. Nếu phát hiện, sẽ trừng phạt kẻ đó và tịch thu toàn bộ tài sản. Hơn nữa, còn để công chúa đến cùng phụ một tay. Nháy mắt trời đã sáng, Karura đưa đôi mắt thông quầng nhìn xung quanh, phát hiện tất cả mọi người đều mệt mỏi nằm vật vã. Một chàng trai bình thường, làm sao có thể khước từ một cô gái đẹp chứ? Không ngờ, khi anh ta vừa chạm vào tóc của công chúa, cô liền tỉnh dậy nên làm thế nào để tránh khỏi cảnh tượng ngượng hùng này đây? Karura nhanh trí nói. Nếu đã tỉnh rồi, thì đi cùng anh đến một nơi, thế là đã giải quyết được một chuyện. Bởi vì là lần đầu tiên cưỡi ngựa, được công chúa trợ giúp, anh ôm eo cô quá chặt. Công chúa Alicia nói với Karura, ở thế giới kia, có phải người thân và bạn bè đang đợi anh ta quay về không? Karura đáp, anh ta chỉ có một mình, nên cũng không gấp gáp muốn quay về. Rất nhanh, bọn họ đã đến một cánh đôm hoa, Karura nói với công chúa mấy cái cánh đông không ăn được này chính là nguyên nhân làm cho đất nước thiếu thốn lương thực. Việc trồng bông đã thu lại lợi nhuận cao, vì vậy mọi người theo xu hướng đổ xô đi trồng bông bán. Theo đó thì giá bông lại rất giá, không thể xuất khẩu bán sang các nước khác, cũng không thể làm nguồn lương thực, dẫn đến việc giá lương thực tăng cao. Người dân không có lương thực để ăn, vì vậy bọn họ cần phải bắt đầu cải cách từ nền nông nghiệp. Thân làm công chúa của một nước, vậy mà đến cả nguyên nhân căn bản nằm ở đâu cũng không biết. Licia cảm thấy vô cùng xấu hổ. Karura an ủi. Không sao, từ giờ học hỏi thêm là được. Sau khi anh ta rời đi, thì cô ta chính là người đứng lên lãnh đạo đất nước này. Lúc hai người cùng ăn bữa sáng, Karura bày tỏ ý kiến của mình. Để có thể cải cách, thì trước hết, cần phải tìm ra được loài cây thay thế cây bông. Lúc này, đội trưởng đội cận vệ vương gia đã đến diện kiến, họ có thể dùng bữa với anh được không? Anh ngay lập tức đồng ý, Lunwin hỏi Karura. Kế hoạch cải cách gần đây diễn ra có thuận lợi hay không? Karura trả lời thẳng, ngoại trừ tể tướng mắc ra thì không ai dùng được cả. Về vấn đề nhân tài, anh suy đi tính lại, quyết định dùng bảo thạch phát sóng để chiêu mộ nhân tài. Bình thường, nó chỉ được dùng vào những lúc quan trọng. Lần đầu nó được dùng vào việc chiêu mộ nhân lực. Từ xa xưa, nơi đây dựa vào cách tổ chức kỳ thi để lựa chọn nhân tài hoặc là dựa vào người quen giới thiệu. Anh hỏi, tỷ lệ biết chữ có khoảng bao nhiêu? Cô trả lời, nửa dân số đọc được, còn 30% dân số biết viết. Karura vừa nghe xong liền cạn lời, như vậy không phải đã loại bỏ 70% dân số rồi sao? Anh dùng ngọc phát sóng, kêu gọi bá tánh. Đất nước bọn họ đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng chưa từng có. Thiếu thốn lương thực kéo dài, kinh tế suy thoái. Chỉ cần dám đứng ra, nhận mình tài giỏi hơn bất kỳ ai, không có ai trên đất nước này thắng mình. Chỉ cần ai đó nghĩ được như vậy, thì hãy đến trước mặt anh. Chỉ cần tài năng của bọn họ, có thể giúp ích cho đất nước. Anh sẽ sẵn sàng đãi ngộ hiền tài, thu nhận bọn họ. Để đưa đất nước của mình vượt xa các đế quốc khác, Karura đã chữa cháy bằng cách học theo cách của Tào Tháo, để chiêu mộ nhân tài khắp cả nước. Hôm nay chính là ngày Karura đích thân ra mặt. Bên dưới là năm người, trong từng lĩnh vực riêng của họ thì họ là vô đối. Cô gái này là đắc LF của rừng phẫn nộ, Aisa. Karura cũng rất hiểu lễ nghĩa, cho tất cả những người còn lại không cần hành lễ. Vì vậy, thủ tướng bắt đầu giới thiệu tài năng của từng người họ. Người đầu tiên là Aisa, bảo hộ rừng đắc LF cô ta có khả năng chiến đấu cao siêu, tự xưng là người vô địch trong đất nước này. Karura sử dụng ma pháp của mình, tìm hiểu kiến thức lịch sử của Dark LF từ xa. Vì vậy, chuẩn bị thưởng cho ai nhưng cô ta lại không hề cần tiền. Bởi vì rừng hộ vệ sẽ không thể mọc thêm cây mới, môi trường sống ngày càng xấu đi. Hy vọng, kiến thức của Karura có thể giúp đỡ cứu lấy khu rừng. Chỉ cần tỉa bớt một số cây, nhất định là được. Nghe xong, Aisa bị thuyết phục, quyết tâm trung thành với Karura. Về sau, Karura bảo gì sẽ làm đấy, thậm chí làm vợ bé cũng được. Người thứ hai là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Có vẻ ngoài xinh đẹp hiếm có và giọng hát không ai sánh bằng khiến Karura không thể rời mắt. Vì để kiểm tra tài năng Karura hy vọng, Đông có thể hát một bài để nâng cao tinh thần nhưng cô ta lại chỉ có thể hát những ca khúc lượng buồn. Vì vậy, Karura đã rút điện thoại ra vì Đông nói chỉ cần nghe một lần là có thể hát lại. Anh ta lập tức cho cô nghe một bài hát ở quê hương mình. Nghe bài hát qua một lượt Đông cũng không phụ sự kỳ vọng của mọi người Cất lên tiếng hát Đến với người tiếp theo Người thứ ba là một chàng trai mập mạp Lên là Boncho Trước giờ đều bị mọi người chê là béo mập Nhưng nghe thấy Boncho đã ăn hết tất cả sơn hào hải vị Của ngon vật lạ trên đất nước này Có một cảm giác rất sâu sắc về ẩm thực Karura rất hào hứng đứng dậy Đây chính là nhân tài mà anh ta đang tìm kiếm Lập tức nhân danh quốc vương Sắc phong cho anh ta Thấy kết quả này chàng trai tóc đen bên cạnh mỉm cười ba người trước đều tự ứng cử mình và giành được thắng lợi hai người sau này được người khác đề cử người thứ tư là haruda người này có kiến thức và trí nhớ không ai sánh được ở đất nước này nếu đã thích đọc sách thì karura lên sắp xếp cho anh ta vị trí quản lý thư viện nếu là haruda lúc trước khẳng định sẽ nhận chức vụ này anh ta bây giờ muốn giúp karura hoàn thành sự nghiệp bá chủ karura nói hiểu rồi lát nữa đến vòng anh rồi anh sẽ đích thân đánh giá tài năng của anh ta đây là nền móng cho tể tướng áo đen trong tương lai người cuối cùng là tô ê của lang tộc có khả năng đặc biệt là có thể nói chuyện với độc vật xem ra cô bé là người có tình hướng nội bẽn lẽn nói chuyện rất nhỏ nhẹ karura nhìn thấy dáng vẻ không dám nói chuyện của cô liền chủ động đến trước mặt nói với cô bé bây giờ cô có thể nói thầm với anh cô bé bắt đầu ghé nói thầm vào tai anh sau khi nhận thấy mức độ nghiêm trọng của sự việc anh ta lựa chọn giữ kín chuyện này trước sau đó tập hợp vài người cùng đến thương thảo chuyện là tomoe không chỉ có thể giao tiếp được với độc vật mà cô bé còn có thể nói chuyện được với ác quỷ ở thế giới này chỉ có một loại ngôn ngữ duy nhất chỉ có ác quỷ là ngôn ngữ khác mà không ai hiểu được vì vậy mà loài người và ác quỷ không có cách nào có thể nói chuyện được với nhau vậy mà tomoe lại có thể làm được chuyện mà ai cũng không thể làm này cô bé từng nói chuyện với một con ác quỷ đầu chó ở trong rừng hắn cùng với lang tộc cùng loài vì vậy hắn đã thả tomoe đi bọn họ nhìn thấy tia hy vọng có thể thương lượng nếu có thể giao tiếp với ác quỷ, nhưng trái tim con người ở bất cứ đâu trên thế giới đều như nhau, bởi vì cùng chung kẻ địch nên tập kết lại, nhưng đây cũng chỉ là tạm thời. Nếu bởi vì có thể cùng thương lượng với ác quỷ thì một trong số quốc gia nào đó sẽ muốn hợp tác với ác quỷ. Tài năng của Tomoe có thể ảnh hưởng dẫn đến tranh chấp bởi vì tầm quan trọng của cô bé. Karura muốn sắp xếp cho cô bé thị vệ hoàng cung, nhưng một người dân bình thường đột nhiên có thị vệ hoàng cung bảo vệ sẽ thu hút sự chú ý của mọi người. Vì vậy Mark đã đề xuất hai phương án, một là nhận nuôi cô bé, hai là cho cô bé làm vợ bé. Licia ngay lập tức dùng ánh mắt chán ghét nhìn Karura. Anh ta đề nghị để cho gia đình cựu vương nhận nuôi cô bé không phải được rồi sao? Nhưng Tomoe không muốn rời xa mẹ và anh trai mình. Vì vậy, Karura đã đồng ý, đón cả mẹ và anh cô bé đến lâu đài sống. Lúc này, một nữ cô gái nói với anh, Boncho, người đi khắp thế giới sẽ trở về. Karura vui vẻ, kéo tay cùng đến gặp anh ta. Sau khi gặp Boncho, Lisia lập tức trách bọn họ, vậy mà lại dám đem báu vật hoàng cung trang bị cho anh hùng để đi chứa đồ ăn. Cái túi này có thể chứa được rất nhiều đồ, hơn nữa, có thể tránh làm ôi thiêu đồ ăn. Sau đó, Karura bắt đầu phát thanh toàn quốc, chủ đề chính là bữa ăn ngon lành của nhà vua. Đầu tiên, bởi vì vấn đề thiếu lương thực, Karura đã cúi đầu xin lỗi toàn dân, chuyện cải cách không phải một sớm một chiều. Để trong giai đoạn này có thể làm ấm bụng người dân, Karura quyết định giới thiệu cho tất cả mọi người những món ăn mà bên cạnh mọi người đều có. Nhưng bởi vì không có cách chế biến mà mọi người đã bỏ qua những món ngon. Đầu tiên chính là bạch tuộc. Licia hoài nghi, thứ đó có thể ăn sao. Nhưng xiên bạch tuộc vừa ngon, lại dễ làm, rất nhanh đã hoàn thành. Licia nếm thử một miếng, dường như rất ngon. Những người dân ven biển cũng đã học được một công thức mới. Nguyên liệu thứ hai là một thứ giống như dễ cây. Carura bỏ muối vào, sau đó rắc thêm ít đường. Ngon đến mức khiến Aisa ăn không ngừng, Người nhà ở quê hương cũng chết lặng. Sau đó món tiếp theo là một món chế biến sẵn. Licia không thể tiếp thu nổi. Nó là một món ăn được nấu với nước ngâm đậu của tộc sói. Hương vị quen thuộc khiến Tomoe ăn rất thích thú. Tộc sói có một loại gia vị gọi là nước ngâm đậu được làm từ đậu ướp muối lên men. Karura cũng thử một miếng và rơi lệ ngay tại chỗ. Đây là hương vị quê hương của anh ta. Mặc dù cô không muốn làm gián đoạn sự cảm động của anh, nhưng thời gian chương trình có hạn, bọn họ nên sang món tiếp theo rồi. Món tiếp theo là mọi người đều sửng sốt. Đây là một thứ giống như chất nhờn, ở dị giới gọi là gelin. Nếu dùng que đánh và nó vừa đủ mạnh, không làm vỡ lớp màng thì có thể phá hủy được lõi bên trong. Sau khi phá hủy được nhân bên trong gelin, dịch của cơ thể mất dần đi độ lỏng và sẽ dần cứng lại. Bôn chô nhào chúng thành miếng dẹt rồi cắt thành sợi. Sau đó, đem đun sôi và cho thêm chút muối vào. Karura nói rằng, cách này làm hơi giống với mì udon. Dưới yêu cầu thống nhất của công chúa và những người khác, Karura chỉ đành nhắm mắt ăn một suất của mình, cuối cùng nó lại ngon một cách bất ngờ. Chương trình bữa trưa của nhà vua đến đây cũng đã hết. Sau đó, Mark có việc tìm đến anh ta thương lượng. Ông ta muốn giao lại chức vị của mình cho Hakoda, người có tài hơn, giúp Karura xây dựng phép tác. Karura suy nghĩ một lúc, liền đồng ý yêu cầu của Mark. Mặc dù Mark từ chức, nhưng đất nước đang trong giai đoạn đầu của cải cách, quốc khố không đủ ngân sách để trả lương hưu cho ông. Vì vậy trước mắt, Mark vẫn ở lại trong cung để giúp đỡ anh ta và việc đầu tiên tân tể tướng hakuda muốn làm đó là cầu xin quốc vương đi nghỉ ngơi một ngày haruda đề nghị hãy nhân cơ hội này cùng công chúa Licia hẹn hò dưới phố isa có thể làm hộ vệ hai tay hai em thật sự đáng em tị tân tể tướng hôm nay karura nhân ngày nghỉ đã đến quán của Đông ăn tình cờ gặp hanbet và ked ked phản đối việc han đi báo danh với bộ binh thế cục nội bộ quốc gia hiện nay vô cùng căng thẳng hanbet cho rằng công tước ka mai là người dày dặn kinh nghiệm, là một người chính trực, trung thành với ông ta là chính xác. Nếu xảy ra chiến tranh, còn có thể lập công. Hơn nữa còn cảm thấy cha của mình là một kẻ hèn nhát. Ông ta phục vụ cho công thức Kamai bao nhiêu năm, nhưng khi biết công thức Kamai đối lập với vị quốc vương mới, ông ta lại hèn nhát trốn ở cái kinh đô này. Cuộc đối thoại này đã khiến Karura nhớ lại cuộc trò chuyện bí mật với thể tướng Hakoda. Haruda nói với anh, không có một nước nào có quan hệ giao bang với nước bọn họ. Cuối cùng Karura không ngồi yên, đã mời hai người cùng uống cà phê. Nhưng Hanbet vẫn không nhận ra, thân phận của Karura, tinh khí cao ngạo, hoàn toàn không để anh ta vào mắt. Anh ta còn chưa nói được vài câu, Hanbet đang muốn động tay động chân. Lập tức bị Aisa ngăn lại, nếu như Aisa không động thủ, thì Đông cũng chuẩn bị sẵn sàng rồi. Hanbet hỏi Karura, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Trời ơi, đây, không phải quốc vương mới hay sao? Sợ hãi, Hanbet lập tức nấp đằng sau KED còn hỏi cô ta. Tại sao không nói cho anh ta biết sớm hơn? Qua trò chuyện, Karura biết được hai người bọn họ là bạn từ thổi nhỏ. Karura để cho Han Beth suy nghĩ cẩn thận lại. Nếu anh ta đẩy binh chống lại tam công, thì Han sẽ ở phe đối nghịch với cô ấy chứ. Sau khi giải quyết xong việc của Han Beth, ba người cùng đến công viên chơi. Bởi vì kỹ năng ngày càng được nâng cao, nên bây giờ Karura đã có thể điều khiển được bốn thứ cùng một lúc. Trong lúc anh ta đang thể hiện, cô hầu gái đến bẩm báo đám người của Han Bét đến cầu kiến. Hơn nữa, từ mặt của Han có thể nhìn ra, anh ta càng ngày càng đẹp trai rồi. Sau khi cha của Han biết được, mọi chuyện xảy ra, lập tức đến ý kiến, cầu mong Karura tha thứ. Karura vốn không hề trách bọn họ, sau đó anh ta ngay tại chỗ, sắc phong KED, làm tham mưu, trong vệ binh triều đình. Cha của Han Bét có chuyện hệ trọng, cần bẩm báo riêng với Karura. Bởi vì là cơ mật, Karura đã cho những người khác lùi xuống. Phép thuật ở thế giới này, Chia thành 6 nguyên tố Là lửa, nước, đất, ó, ánh sáng và bóng tối Lửa, đất, nước, ó Có các đòn tấn công riêng Ánh sáng chủ yếu là phép thuật chữa trị Còn lại được xếp vào bóng tối Và phép thuật linh hồn sống của Karura Được xếp vào bóng tối Anh ta sử dụng phép thuật của mình Bắt đầu tạo ra một nhà mạo hiểm Juno lo sợ rằng nó sẽ cản chân đội Bởi vì nhiệm vụ lần này Độ khó thuộc tân binh Nên đội trưởng cũng không lên nhiều kế hoạch gì Rất nhanh linh vật đã chứng minh bản thân mình không phải ông chú kỳ quái những người khác còn chưa kịp ra tay đã kết thúc rồi không ngờ con linh vật này lại mạnh đến thế bởi vì sự việc tiến triển quá thuận lợi nên mọi người đều rất hài lòng nhưng giây tiếp theo đã xuất hiện một con kỳ nhông khổng lồ dài 40 mươi mét con kỳ nhông lớn đã tiết ra một loại axit rất mạnh nếu đánh trực diện sẽ bị ăn mòn dưới tình huống không thể đánh bại nó bọn họ chỉ có thể chạy kết quả linh vật không cẩn thận đã vấp phải hòn đá ngã xuống Juno đã tung ra một quả đạn pháo sáng để cứu linh vật. Con kỳ nhông phẫn nộ, bắt đầu vùng nước bọt. Anh hùng cứu mỹ nhân là một lối đi cũ cổ điển, nhưng không bao giờ lỗi thời. Trái tim của Juno đã bị một con rối không biết nói chinh phục. Mặc dù nó từ đầu đến cuối không nói một câu nào, nhưng thông qua ánh mắt và động tác của Juno, vẫn có thể cùng nó giao tiếp. Cô gái nghĩ rằng, phải chăng đó là sức mạnh của tình yêu, hai người còn lại cảm thấy không lẽ nào. Có điều trước đó, Karura đã tiến hành cải tạo linh vật có tính kháng axit mạnh nên cũng không có thương tổn gì lớn. Vài ngày trôi qua, phương án mới của Karura ra chuẩn bị hoàn thành. Để kỷ niệm, anh ta đã cho các quan viên nghỉ lễ 5 ngày, thời gian này sẽ không cần làm việc. Kế hoạch của Karura lần này chính là xây dựng lại thành phố cảng mới. Bởi vì quốc gia này đã có một bến cảng, hơn nữa còn nằm trong tay của công tước Water. Nhưng anh ta xây dựng cảng mới vốn không phải để gây sự gì với công tước Water, mà là để cải thiện giao thông vận tải, ổn định giá cả trong nước. Chỉ khi giá cả cao được hạ xuống thì người dân mới có thể tiết kiệm tiền dùng vào những việc khác. Licia nhắc nhở anh phải chú ý sức khỏe, dù sao đất nước không thể thiếu anh lãnh đạo. Sau khi nghỉ ngơi, Karura đã đến nơi thi công. Sau đó từ chỗ của Luwin, biết được việc thi công không được thuận lợi lắm, bởi vì một ông già tên Uzut đã dẫn đầu phản đối việc xây dựng thành ở đây. Mảnh đất này là lãnh thổ của Hải thần, nếu xây nhà ở đây sẽ chọc giận thần. Karura hỏi ông lão về truyền thuyết của Hải thần. Thuận Tiện cũng hỏi dò một chút về những người dân xung quanh, trải qua điều tra phân tích, anh biết được, thứ gọi là hải thần nổi giận đó chính là sóng thần, suy nghĩ một cách an toàn nhất, Karura quyết định di chuyển địa điểm xây cảng, hơn nữa, tăng chỉ số phòng chống thiên tai của tòa kiến trúc và về đường tránh thiên tai, vân vân. Karura đang phân tích trình độ công nghệ của thế giới này, miễn là nó là một lĩnh vực mà pháp luật có thể tham gia, công nghệ sẽ dần phát triển. Ví dụ như chiến hạm Anbet, lại dùng rồng biển để kéo tàu. Thuốc súng đã phát minh lại không có súng bắn vì ma pháp vẫn luôn được sử dụng để tấn công cũng có thể phòng thủ để xây dựng một thành phố hải cảng mới Karura cử cấm quân của vua tham gia vào quá trình xây dựng Hanbet được chuyển đến cấm quân hoài nghi về lẽ sống của mình nhưng ngay cả như vậy cũng không thể làm gì khác cô gái trước mặt này tôn sùng đức vua như sóng cuộn dâng trào rất nhanh đã đến giờ nghỉ trưa ăn cơm Carura đã sử dụng nước sốt đặc sản của tộc yêu lang làm ra một chiếc bánh mì kẹp thịt nhận được rất nhiều lời khen ngợi của binh sĩ các con đường cũng được đổ nhựa để vận chuyển vật tư cũng rất tiện lợi và nhanh chóng lúc anh ta quên ăn quên ngủ để nghĩ cách làm thế nào cho đất nước phát triển lớn mạnh thì đồng thời tam công nắm một nửa lực lượng của đất nước lại âm mưu lật đổ vị vua đến từ thế giới khác này công tước qua tờ không đồng ý với cuộc nội chiến này và gác chỉ đơn thuần là không nhìn quen mắt người vị vua mới này mà thôi là vua trước thoái vị cho anh ta mà không cùng ba người thương lượng công tước ca cho rằng karura không thể cai trị đất nước này bởi vì anh ta đã gạt bỏ quá nhiều thứ của vua trước, chỉ cần thấy không hiệu quả, anh ta sẵn sàng gạt bỏ đi lịch sử. Camai quyết định sẽ lật đổ vị vua mới, sau đó trao lại ngai vàng cho vua Albet. Vì vậy, ông ta đã liên lạc với Vương quốc Amidonia, giống như khi trước đã nói, khi mà Camai cho quân tấn công Tân Vương, cô gái này chính là công chúa của Amidonia. Không ngờ công chúa không có quyền lực nhất này lại có tầm nhìn xa trông rộng nhất. Trước khi khai chiến, anh ta quyết định đàm phán cùng với Tam Công hy vọng có thể không cần dùng phương thức đẫm máu để thống nhất đất nước. Karura cảm thấy hành động của Tam Công là đang đe dọa đến thời bình. Chính sách của quốc vương vốn không hề có vấn đề gì, nhưng thế cục bây giờ lại lục đục không yên. Vagat là người đầu tiên phản đối bởi vì anh ta cho rằng nên giữ gìn truyền thống. Sau khi cân nhắc lại, Water quyết định quy hàng cho Tân Vương. Vagat hạ quyết tâm về phe công thức Kamai, suy nghĩ đến trường hợp thất bại nên chỉ có thân tín của anh ta tham gia, phần còn lại sẽ vẫn giữ thế trung lập. Karura nếu muốn hoàn thành chính sách cải cách và đổi mới đất nước thì anh ta phải vượt qua được quan niệm truyền thống của Kamai. Cuộc đàm phán của Karura và Kamai không thành. Để cuộc chiến không ảnh hưởng đến nhân dân vô tội, Karura đã đưa ra một quy tắc nếu bắt hoặc giết được chủ soái thì quân đội dưới trướng sẽ lập tức đổi phe. Và lúc mà công tước Kamai chuẩn bị rời đi, công chúa Licia đã hạ quyết tâm cắt đứt mái tóc của mình. Đây là quyết định của cô, cô sẽ cùng tiến cùng lùi với anh. Kamai nói, ông ta thừa nhận quyết tâm đó. Quốc vương đa sự của Amidonia nhân cơ hội mượn gió bẻ măng, phái ba vạn quân tiến về phía thành phố Amotu ra phía tây nam. Karura và Hakuda cũng đã nhìn thấu tâm tư của ông ta. Quốc vương Yasu rất nhanh đã đến nơi, thành chủ của Amotu ra quỳ xuống, cầu xin ông ta có thể tha thứ. Nếu có thể đánh bại thành phố mà không phải tấn công, tại sao lại không làm? Vì vậy, Yasu đã cho thánh chủ thời gian một ngày để chuẩn bị và quyết định. Một ngày rất nhanh đã đi qua, thành chủ vẫn chưa mở cổng thành. Gia Su cảm thấy mình bị vờn, liền ra lệnh cho quân chuẩn bị tấn công. Kết quả dây tiếp theo, bên trong thành truyền đến một làn sóng. Gia Su bị dọa, dựa theo hồi báo của thành chủ biết được. Bên trong thành, đang chia làm hai phái, một bên theo phe của thành chủ, bên còn lại là phái chủ chiến. Thà làm ngọc vỡ còn hơn làm ngói lành, phái chủ chiến đã hạ quyết tâm, liều mạng đẫm máu với quốc vương Gia Su. Hai bên giao chiến, sợ nhất chính là lính liều chết, để bày tỏ thành ý của mình thành chủ lấy ra nhiều vàng hy vọng trước trưa mai gia su đừng tấn công thành còn mình sẽ dùng thời gian để thuyết phục binh lính trong thành nhìn thấy vàng trên đất gia su đồng ý yêu cầu này ông ta nghĩ rằng mình đã nhặt được một món hời lớn thật ra tất cả là do Water dùng để câu giờ mục đích là chờ karura phái quân viện trợ đến đây nếu đội quân của anh ta không đến kịp thì họ sẽ được hy sinh anh kiệt bên kia đội quân do kamai dẫn đầu bắt đầu cuộc chiến vào lúc mà han Bét thả lòng một chút lính gác phát hiện một đội quân rồng xuất hiện ở phía đông tình thế lúc này hoàn toàn bị đảo ngược va vì không chấp nhận được ca mai chứa chấp lũ quý tộc tham ô vì vậy tuy tập hợp đội quân với ca nhưng cũng đã từ chối tất cả lời đề nghị của đội phi long sau đó kala đến bẩm báo đã phát hiện đội quân của karura số lượng chỉ có một tàu trời ơi đây là ý gì va lấy ra kính viễn vọng quan sát trước mắt karura chỉ có 10.000 cấm quân hơn nữa toàn bộ đều đang tham chiến với đội quân của ca mai Vargas lại đi sai Kala đi cầm chân Karura câu giờ cho mình. Dưới tình huống không có bao nhiêu chiến lược, Karura chỉ có thể dùng chiến hạm đến. Đội Phi Long xếp thành một đội hình dài, chuẩn bị dùng bom sẵn sàng bắn phá chiến hạm. Phi Long đã trúng kế điệu hổ ly sơn. Nhớ ra, cha cô còn đang ở xích Long Thành, và gát bây giờ chỉ còn lại một mình. Mặc dù đã thay đổi cách nhìn về vị tân vương này, nhưng vì lòng tự trọng, ông ta vẫn quyết định thử sức. Aisa thay Karura nhận lời khiêu chiến của Vagat. Vagat là một vị tướng thông minh thì khỏi phải nói, còn Aisa khi được chọn cũng được gọi là chiến binh số một của vương quốc. cho dù vậy khi đối mặt với Vagat cũng không hề có lợi thế. trong lúc đao kiếm giao tranh, ông ta thuận thế công kích Aisa. sau đó chém mạnh, không ngờ lại bị hình nhân của Karura ra chặn lại. công chúa Licia nắp đằng sau nhân cơ hội sử dụng ma pháp thành công đóng băng lại hành động của ông ta. cuối cùng Aisa thành công hạ gục Vagat. Karura cũng mau chóng đeo lên cổ của Vagat chiếc vòng nô lệ. nếu ông ta dám đâm sau lưng của Karura thì ông ta cũng chết. Sau khi ngăn cản Kala lại, không quân tuyên bố đầu hàng, đồng thời cũng về dưới trướng của Karura. Anh ra lệnh cho toàn bộ không quân tiến hành vũ trang, sau đó tiến thẳng về lâu đài của Kamai. Dưới sự hỗ trợ của không quân, thế cục ngay lập tức chuyển biến. Lu Khuyên và Hanbet thành công, hoàn thành nhiệm vụ mà Khuyên đưa ra. Đáng quý tộc bên kia có được tin tức không quân phản chiến, liên tập hợp lại, đi tìm Kamai lập kế hoạch. Một tên quý tộc trong đó đề nghị lấy người dân ra làm lá chắn. Kamai vừa nghe, lập tức mở chừng mắt ra. Cam Mai trực tiếp tuyên bố đầu hàng và đem bắt giam toàn bộ đám quý tộc này. Cam Mai nói, những gì bạn thân nên làm đã làm rồi. Tiếp theo, để tương lai bộ quân, giao lại cho quân sư bê giúp của mình. Cam Mai bại trận lấy ra chai rượu mà ông ta trân trọng 82 năm, sau đó thở dài, với nỗi ân hận lớn nhất đời mình, quay lại thành với Anto Moza. Đã đến thời gian ước định, vậy mà thành chủ vẫn chưa mở cổng thành. Không thấy ông ta đâu, ngược lại, qua tờ lại đứng trên tường thành hoàng tử julius suy nghĩ một chút sau đó kinh ngạc trời ơi chúng ta trúng kế rồi bây giờ bọn họ phải lập tức quay lại kinh đô van water dùng ma pháp cho bọn họ nói chuyện trước tiên karura tuyên bố mình đã giành thắng lợi trong cuộc nội chiến đây vốn là thời kỳ mà chúng ta nên hợp sức lại chống lại ma tộc không ngờ lại có người thừa nước đục thả câu điều này hoàn toàn không thể tha thứ vì vậy karura đã tuyên chiến với vương quốc amidonia nếu ông ta có hứng thú với thành anto muza như vậy vậy thì bây giờ bọn họ sẽ chiếm đóng kinh đô của ông nhận thấy sự tình không ổn ông hạ lệnh ngay lập tức quay trở lại van công chúa dô ra một bên đã nhìn thấy tất cả cái cục thất bại sớm đã định trước hơn nữa còn là thất bại thảm hại dưới tình huống cấp bách khẳng định ông Giang ngốc sẽ lựa chọn con đường ngắn nhất trở về đồng thời cũng là con đường dễ gặp phục kích nhất vì để trong thời gian ngắn nhất trở về thủ đô ông ta đã bỏ qua thương vong của binh lính gia ốp bật mạng quay trở lại kinh đô mặc dù thanh trì không thất thủ nhưng đội quân của Karura đã đợi từ rất lâu. Sau tiếng hạ lệnh, đại chiến chính thức bắt đầu. Rất nhanh, hai bên đều rơi vào trạng thái vô cùng lo lắng. Han cùng KED thể hiện sức mạnh ma pháp của họ. Dưới sự tấn công mạnh mẽ, đội quân Amidonia dần rơi vào thế hạ phong. Cho đến bây giờ, tình hình vẫn nằm trong lòng bàn tay của Karura. Cha ớt khi tương lai nối nghiệp sự nghiệp hoàng gia đã hạ lệnh cho hoàng tử Julius rời khỏi hiện trường. Mục đích chính của cuộc chiến chính là nhắm vào gia ớt. Nghe báo cáo xong, Karura cũng cảm giác đại sứ bất ổn. Để không làm công chúa đau lòng, Kala trực tiếp xin được ra trận. Vì an nguy của Karura, đội trưởng Nu khuyên nhảy lên. Một nhát đoạt mạng của Ra ớt. Không ngờ, đây chỉ là thế thân của ông ta. Và lúc này, khuyên đã phái con rối tới cứu Kala, nắm lấy sơ hở. Anh ta sai Kala, hãy làm nổ con rối. Cả người Ra ớt chìm trong đám cháy, nhưng ông ta đã sống lại. Với ý chí kiên cường, đặt cược tự tôn và kiêu ngạo cuối cùng của mình, ném ra chiêu cuối cùng. Karura cùng bộ phục tinh thần của ông ta và tuyên bố rằng chiến thắng của trận chiến này thuộc về LF Bởi vì công chúa Zoza đã thành công sơ tán những viên quan quan trọng trong thành lại thêm ra ớt xuất binh, đã làm quốc hố rỗng, lương thực cũng chạm đáy Karura quyết định tổ chức một chương trình âm nhạc mục đích giảm bớt căng thẳng cho người dân Đầu tiên chương trình là giới thiệu đến toàn bộ người dân thực trạng đất nước và xu hướng phát triển trong tương lai Sau đó là các tiết mục văn nghệ mà Karura chuẩn bị cho mọi người truyền cảm hứng cho mọi người qua âm nhạc. Tiếp mục thứ ba là của một binh sĩ của vương quốc Aminonia. Hơn nữa, anh ta còn hát quốc ca của bọn họ. Vốn cho rằng Karura sẽ phán tội mình, nhưng anh ta lại nói trong luật lệ không có điều luật nào cấm hát quốc ca của nước mình cả. Nếu đất nước không có tự do ca hát, đó không phải là đất nước tốt. Bởi vì Karura thực hiện chính sách bảo vệ quyền tự do của con người đã biến con phố vắng vẻ trở nên sôi động vô cùng. Ngay cả công chúng rô cũng phải thở dài khen ngợi cách của karura rất thông minh nhưng để giành lại quê hương của mình cô quyết định lần này phải đích thân ra tay điều mà karura lo lắng cuối cùng vẫn xảy ra đế quốc sở hữu nhiều lãnh thổ nhất trên lục địa này sắp hành động khi tất cả mọi việc tạm thời được giải quyết boncho đã đem đến một loại lương thực mới phấn hoa của loại cây này có thể khiến người ta sinh ra ảo giác đặc biệt dễ của nó là một loại nguyên liệu cao cấp lúc hoa nở phấn hoa có độc khi hoa tàn chất độc sẽ chuyển xuống dễ vì để giải quyết vấn đề khó khăn này đời ươi có khả năng miễn nhiễm với phấn hoa được huấn luyện để thay con người thu hoạch vì vậy karura muốn hợp tác lâu dài với họ như vậy sẽ lấy được thứ cần thiết vì để giải quyết vựa lúa đã bị ra ớt bỏ trống karura đã sai boncho quảng bá cho người dân phương pháp chế biến thức ăn từ rễ cây hoa ly và phát miễn phí để mọi người tự nấu giữa công việc và nghỉ ngơi cùng hai người tomoe đi dạo phố đôm làm vệ sĩ cá nhân cho anh ta vì để đảm bảo an toàn hơn còn có một đội tinh anh ở nấp trong bóng tối âm thầm bảo vệ trên danh nghĩa, Karura đã nhận Tomoe là em gái. Vì vậy, nghe theo đề nghị của Dom, chuẩn bị mua một món quà cho cô bé. Ánh mắt của anh ta dừng lại trên một đôi giày bé xinh, ông chủ cửa hàng hỏi anh ta một câu. Giả sử trên chiến trận, tất cả tướng quân tề tự lại, bàn chuyện quân và đưa ra kế sách đầu tiên rất tốt. Ngài có áp dụng kế sách này hay không? Karura trả lời sẽ không, có lẽ vẫn còn kế sách tốt hơn. Dựa theo đề nghị của ông chủ, sau khi mua quần áo xong, còn tặng riêng cho Tomoe một đôi giày. Nhận món quà, cô bé vô cùng cảm động. Đương nhiên không thể thiên vị, Karura tặng cho Đông một chiếc cài tóc. Lúc này, đài phát thanh thành phố đang phát tin dự báo thời tiết. Sứ giả của đế quốc Zini dẫn theo vài thân tín đột nhập vào thành của Karura. Đối với việc Zini tự ý xâm phạm, Karura cũng cảnh giác lên. Zini bày tỏ rằng mình không hề có ác ý. Mục đích ghé thăm lần này chỉ là muốn tận mắt nhìn thấy vị anh hùng trong lời đồn. Lời đồn cho rằng anh ta là Minh Quân, đã vực dậy tài chính của Vương quốc vốn đang trên đà phá sản. Về quyền sở hữu tương lai của thành phố này sẽ được thảo luận trên bàn đàm phán sau này. Qua cuộc nói chuyện vừa rồi, Karura cũng nhìn ra, Jinny không hề dễ đối phó. Vậy là season 1 của chuyển sinh làm vua đến đây là kết thúc mất rồi. Liệu Karura phải đối mặt với đế quốc như thế nào? Hãy chờ đón season 2 nhé. Sau khi thoái vị cho anh con rể, hai anh chị thái thượng hoàng này mới có thể ngồi thưởng trà ngắm trăng, nhàn nhã buôn chuyện bốn phương tám hướng. Còn anh rể Soma thì đang rất tất bật mới luyện vài chiêu võ phòng thân thì Ilakuza đã tới để bàn chuyện nước. Hakuza đưa Soma xem qua về phương án tái quy hoạch van, tuy nhiên có làm hơi lối, nếu thế thì thả đập đi xây lại cho nhanh. Nhìn anh vua thể hiện đây này, cái gì cũng phải lấy dân làm gốc. Cơ mà ở đâu ra cái thói vua nói câu nào anh đớp luôn vua câu đấy thế nhỉ? Thôi cứ làm theo lời vợ anh nói vừa để lại chức năng thành phố quân sự, vừa xây dựng thành phố dễ sống là được. Anh vua này ra một ý siêu hay, lỡ chọc anh ta rồi thì chơi tới bến luôn. Có 8 cây cầu thì lấy tên 8 đứa tim mình đặt làm tên, khắc thật to để chọc hắn tức chơi. Vừa đi được có 2 giây thì Haku ra quay lại báo quân đội nhà đế quốc G-Gian cào và tim đàm phán bên công quốc Amidonia vừa cập bến khiến Soma ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa. 50 000 lính tinh nhuệ nhà G-Gian cuối cùng cũng bày binh bố trận làm nền, Juliet, công vương Amidonia cùng Jim vào hầu chiều tại lâu đài nhà Van. Chị gái này tưởng sẽ có rất nhiều binh lính đứng quanh, nhưng anh vua nhà chúng tôi tâm lý lắm nhé sợ hai anh chị run rồi mất bình tĩnh trước đám đông nên có nội bộ trong nhà là đủ rồi. Soma còn không quên khịa Juliet một câu khiến anh ta tức muốn hộc máu. Tuy không phải dân Hải Phòng nhưng anh đây cũng không thích lòng vòng, vào thẳng luôn vấn đề, Juliet muốn Soma trao trả lại van. Tự ý xâm chiếm nước nhà người ta rồi bây giờ còn lấy tuyên ngôn nhân loại ra chém với anh, đòi anh trả đất. Bị nói cho không trượt phát nào, Juliet xin lỗi theo yêu cầu của anh vua, rồi lại dùng cái giọng bố đời đòi được trả lại đất thấy mình bị chèn ép nên Juliet không giữ được bình tĩnh, cũng may chị sứ giả hòa bình này can anh ta lại, Soma cũng ra lệnh cho vệ sĩ cứ từ từ. Soma sai Haku ra đưa danh sách những người của vương quốc bị công quốc Amidonia gạ gẫm cho Jim khiến Juliet phải á khẩu. Amidonia đã nhanh nhóm phản loạn rồi kích động người khác gây gổ với hoàng tộc. Bị Soma nói chúng tim đen, Juliet rút kiếm ra nhưng lại thu về vì chị sứ giả nhắc nhở. Soma đưa ra ý đuổi con mẹ nhà Juliet ra ngoài, Jim đồng ý luôn, Tuy nhiên Juliet đâu có chịu nhận lời ngay, cứ phải để chị đây dọa cho một trận mới chịu vác cái mặt đi. Chị vợ Lisa nhìn anh chồng cười với Jim nhưng lại cảm thấy không khí còn căng hơn cả ban nãy. Có cái tên Jim ai cũng biết rồi mà cứ giới thiệu quài, giới thiệu xong thì cuộc đàm phán lại chuyển đến phần chào hỏi quan viên hai họ. Soma cho gọi Sejina mở tiệc, đem rượu mời sự Juliet để hắn ta ăn cho bớt buồn trước khi Jim đi vào vấn đề chính. Ngồi mãi một chỗ đàm phán thì sẽ không hay thế nên các anh chị đã chuyển sang phòng ăn để bàn việc cho hợp phong thủy. Sau bữa ăn, Jim đã nói nhỏ cho Tim bên Soma một bí mật coi như phần đáp lễ, đó là mùi vị thịt quái vật xứ Ma Vương quả thật không tồi. Cô kể lại năm cô độ 6, 7 tuổi, đội quân trinh thám đã tìm thấy một bữa tiệc rượu của đám ma tộc, phần thịt thà bị bỏ lại chính là món quái vật nướng, một loại rắn mọc cánh, Jim còn miêu tả lại rất chi là chi tiết mùi vị, tuy có hơi nhạt nhưng mới mẻ, vị thì thiên về thịt chim hơn là thịt rắn. Jim cũng nói luôn về việc Tim mình nghĩ rằng ma tộc ăn quái vật Điều này chứng minh ma tộc không coi quái vật là anh em họ hàng thân thích của mình. Cứ thế hai cái con người này bàn về mùi vị thịt quỷ mà quên mất vấn đề chính, mãi cho đến khi trời tối họ mới nhớ ra việc chưa bàn rồi tiếp tục bàn bạc. Bên chị đẹp nói, với đế quốc thì không chấp nhận giải quyết bằng vũ lực trong khi vương quốc không đồng ý trao trả. Soma vẫn cương quyết cho rằng công quốc Amidonia là bên gây sự trước. Cô hỏi vì sao Soma lại không gia nhập tuyên ngôn nhân loại, chẳng nhẽ lại vì phân vân như cựu vua nên mới không tham gia. Soma dõng dạc, bơm thêm đường hóa học vào câu trả lời vì muốn có được sự tin tưởng của Jim có chung hướng thống nhất và đính kèm lời hứa không trở thành kẻ thù của đế quốc. Tuy không tham gia tuyên ngôn này nhưng Soma nói đất nước của anh muốn kết đồng minh bí mật giữa hai nước với đế quốc. Soma cũng sẽ cải cách quân đội và hoàn thành thể chế toàn quyền điều khiển quân đội. Bằng sự lươn lẹo cũng như tài ăn nói của mình kết hợp với những sự thật hiển nhiên, lại còn thêm vụ máy nhận thông tin di động để rút ngắn khoảng cách trao đổi giữa hai đất nước. Jim này ra ý vác luôn anh vua này về đất nước mình, khiến cho mọi người ai nấy đều mắt chữ A mồm chữ O Lại còn dám gắn ghép chồng chị với người khác, tức quá Lisa xà đập bàn bật dậy, cũng may anh chồng dỗ ngọt vài câu mới khiến cô dịu đi. Cuộc họp cuối cùng cũng thực sự kết thúc khi bình minh gần ló dạng, ở ngoài hiên lúc này, Jim nói Soma nghe về ma tộc, tuy bất đồng ngôn ngữ nhưng có một từ mà bọn chúng rất hay sử dụng. Các nhà nghiên cứu ở đế quốc nghi ngờ đó là tên của ma vương, từ đó là Đít Ba Lài. Cái tên này có một chút quen thuộc đối với Soma, rõ ràng là anh đã từng nghe qua ở đâu đó mà giờ nghĩ mãi không ra bất chợt anh vua choáng cái làm chị vợ lo hết cả tiễn khách về phòng xong hai anh chị cũng về ngủ eo ơi đau đầu có tí mà được vợ chiều như thế này thì nhất anh vua rồi nhé quả nhiên không nằm ngoài dự đoán juliet sẽ chẳng chịu đồng ý ngay về việc thỏa thuận mà há hốc bất ngờ rồi có ý định phản đối vì mình sẽ phải lo toàn bộ phần chi phí bồi thường hắn ta lại lôi cái giọng điệu cùng cái thái độ chó đẻ của mình ra xôn xôn cả lên cứ phải để cho chị đây sôi máu giảng cho một chàng giang đại hải mới chịu chấp nhận Tất nhiên về khoản bồi thường thì Juliet hoàn toàn không đồng ý, hắn ta tức đến nỗi nắm chặt lấy bàn tay như chuẩn bị ăn tươi nuốt sống ai đó. Mãi cho đến khi chị đẹp nói nếu không làm theo thì đế quốc sẽ rút tay khỏi chuyện này. Ngoài ra còn thẳng tay khai trừ công quốc Amidonia ra khỏi tuyên ngôn nhân loại, Juliet mới chịu chấp nhận phương án hòa giải. Vương quốc Ephidon chỉ yêu cầu xương xương 2 năm tiền ngân sách của nhà công quốc Amidonia thôi. Hơn nữa có thể trả góp trong 10 năm với lãi suất 0% và yêu cầu trả bằng đồng tiền vàng của nước đế quốc G gian cào nhưng soma không đồng ý mà anh vua nhà ta muốn lấy bảo ngọc để cấn nợ bàn xong việc đất juliet muốn soma trả lại những binh sĩ của công quốc amidonia bị bắt giữ làm tù binh của Ephidon. soma sai người đưa cho anh một danh sách có chứa tên của những người không thể thả họ đi còn những quý tộc khác ngoài được thả ra thì vẫn phải trả tiền bồi thường với danh sách này soma yêu cầu giao người vẫn còn ở trong công quốc amidonia sau khi chuyển giao xong soma sẽ tiến hành trao trả tù binh lần một lúc này Juliet hỏi có tù binh nào tên là Jojo A hay không, cô ấy chính là đứa em gái cứng đầu cứng cổ của anh. Nhưng cô ta đã trốn khỏi van cũng một người hầu có năng lực trước khi khai chiến. Buổi ký kết cứ thế diễn ra tốt đẹp, nhưng là tốt đẹp với Soma thôi chứ còn Juliet lại chẳng thấy tốt đẹp gì. Tim nhà Soma lên xe, trở về ngôi nhà thân thương, trả lại sân khấu Amidonia cho Juliet thể hiện. Mọi người dân đều buồn bã chào tạm biệt nhà Soma, điều này đủ để thấy trong thời gian ngắn, Soma đã tạo ấn tượng tốt đối với họ. Vậy mà giờ đây họ lại phải quay về sự cai trị trước kia. Diêm cũng trở về nhà, wow, hãy nhìn gương mặt thanh lịch, nhã nhặn, trong sáng của nữ hoàng đi, ôi thật là xinh đẹp tuyệt vời. Báo cáo xong công việc, cô chị lao tới ôm trầm lấy cô em, cuộc sống của một bà hoàng khiến cô chị cảm thấy thật là bí bách. Ôm chán ôm chê, cô bắt đầu hỏi em gái mình về Soma, đương nhiên Jim sẽ dành những lời có cánh để miêu tả anh vua của chúng ta rồi. Một con người khôn ngoan, tốt bụng lại còn biết lo lắng cho người dân của vương quốc. Trở về lâu đài Bát Nam, Lisa thay mặt chồng mình đang bị deadline dí chạy tụt háng. Tới đây để chào hỏi và gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới các nhà mạo hiểm giả đã chiến đấu vì những người dân thân yêu. Trận chiến đã đi qua vậy nên các anh chị xóa luôn một trận, ăn chơi bay lắc, không say không về, có say cũng không có về. Soma thì lại cải trang thành cục bông trắng này đến để cùng chung vui, ai rè vui quá bị lũ bạn tặng cho vài cốc sinh tố lúa mạch. Còn chưa kịp uống anh ta đã ngã nhào ra đất, cũng may chị vợ Lisa tới kịp giải vây, nếu không thì lộ hết lộ hết biết thanh niên cứng đầu trước mặt sẽ chẳng nói ra điều cần phải nói sâu ma lặng lẽ đem một lọ rượu độc từ trong túi đặt ra trước mặt hắn cả những anh em tình nguyện chia tội cũng nhận được hình phạt này Geo vui vẻ nhận lấy để lại lời chúc phúc của mình dành cho công chúa một hơi sơi hết rượu rồi ngã lăn queo sâu ma quay về báo tin cho chị vợ phía bên kia ha đang phây tham cảm ơn gian nói xuyên lục địa một hồi thì sự chú ý của dinh va phải núi sách phía sau ha đó là sách mượn từ van như tài sản thế chấp tiền bồi thường thấy cũng có nhiều thứ hay ho nên cậu ta muốn copy lại trước khi trả. nghe thấy thế, Dinh mời anh về làm việc bát tham cho kho sách bên đế quốc nhưng cậu ta xin phép từ chối vì bây giờ cậu ta chỉ muốn xét kèo ở lại với Soma. sau khi làm nốt việc với anh thì sẽ lui về ở ẩn là một sử gia ghi chép lại về thời đại này. Soma đang chủ trì đại lễ thăng quan tiến chức cho các con dân trung thành trong trận chiến vừa rồi. mở đầu cho buổi lễ chính là vị trí nhận chức của Glevor, sau đó là Aisa, sau Aisa là Vodan, ai cũng có phần nhưng vô đang có màn nhận thưởng vô cùng đi vào lòng người đấy là cho con gái mình làm chính hậu thứ hai của sâu ma ai đời con gái con lứa ế lòi con mắt mãi chẳng chịu lấy chồng chỉ mong sâu ma sẽ cứu vớt lấy cuộc đời con gái của lão chứ lão nuôi thấy tốn cơm quá ai xa tay mắt đỏ như đít khỉ đừng làm như thế chứ cha con thích lắm thích lắm sâu ma đánh mắt sang nhìn nóc nhà một cái đương nhiên với tư cách là một chị hậu xinh đẹp đồng ý chính thất đã lên tiếng thì em đây cũng xin nhận ạ à. màn trao thưởng tiếp theo là vị trí của juna thời đến cản không có kịp cô gái này cùng với sự giúp đỡ từ phía chị đẹp ơ ờ thì cũng muốn được gả cho sâu ma anh vua lúc này kiểu ế thế cô cũng muốn trở thành vợ à thế thì đời trai này làm sao mà gánh gồng được cho hết cả ba cơ mà đây chưa phải là thời điểm thích hợp nhất nên sâu ma đã nói cô chờ thêm vài ngày nữa bởi chương trình bảo ngọc vẫn cần cô làm lô a lai chủ đạo sâu ma nói juna hãy cứ là nữ danh ca của người dân cho tới khi có người thừa kế sau buổi lễ chị đẹp lissia tìm tới coloa giải bày tâm sự Thật ra thì cũng một chút chết trong tim khi phải chịu cảnh chồng chung nhưng biết phải làm sao. Nói một hồi hai chị nhảy sang vụ của Cameron giác quan chủ nhật của Licia cho cô biết kiểu gì hắn ta cũng chọn con đường ngắn nhất để tới uống canh mạnh bà. Licia bật dậy khuyên chị em tốt làm lại cuộc đời, nhưng cô ả à không chấp nhận việc người khác xin sỏ cho mình. Cô cũng không muốn trở thành gánh nặng cho vợ chồng nhà Licia thêm nữa. Cứ thế các tổ và co bị đưa ra tiến hành xử lý trước tòa. Trước bản án tịch thu tài sản và gánh tội tử hình, phiên xét xử diễn ra rất là gay gắt giữa hai phe một bên là không nói nhiều có tội thì cứ thế mà làm bên còn lại là tuy có tội nhưng cũng có công nên tội chết rất nặng vậy đó rồi cứ thế người này nhảy vào họng người kia cãi tay đôi tay ba còn ai cãi thì các bác chịu khó xem chứ bắt em nói quài em mệt cãi qua cãi lại một hồi thì anh vua đưa ra quyết định một chữ thôi chém khiến ai nấy đều bất ngờ bật ngửa nhưng chém ai thì sâu ma không nói nên cái kết còn ngỡ ngàng hơn hai cha con nhà rơi đỏ bình an vô sự còn những người bị chém phía sau nói thẳng ra đều là lũ nội gián anh hắc mau ca mần nhẹ nhàng bước lên phía trước khiến hai chị vợ tiến vào thế phòng thủ anh vua đặt tay lên vai chị nóc nhà Licia đang hoảng hốt an ủi nhẹ rồi lắc cái đầu nói ai xa thu kiếm sâu ma ra lệnh cho hắn ta liên lạc với đội cấm quân đang chờ lệnh ngoài dinh thự của bọn chúng nói họ cố gắng tịch thu chứng cứ ai phản kháng thì cứ thế mà trấn áp thế rồi sâu ma đem những gì học được trong cuốn sách tâm đắc nhất của mình nói lại cho mọi người giải thích này kia mà tại mình buồn ngủ quá các bạn ạ, à. cứ nhìn thấy sách sử là mắt cứ nhắm tịt lại nên mình mới bị ghét viết khúc này. Còn lý do vì sao hai người này không bị cắt tiết là vì họ đã cắt đứt quan hệ với những người đời trước cùng phe với 12 quý tộc đó. Hơn nữa, Pito tuy trẻ nhưng văn võ có đủ còn ô uân thì nhiệt huyết trung thực nên họ sẽ một lòng với sâu ma chứ không ăn gian nói dối. Sâu ma từng bước tiến về phía Carter, ông ta vẫn một lời nhận lỗi về mình mà mong anh sẽ tha cho cô con gái bé nhỏ. Sâu ma phán quyết tuy rằng đã đủ bằng chứng kết tội phản nghịch, nhưng ở đâu cần hắn ta có không chết cũng được nhưng cái mạng của hắn sẽ cho chị đẹp ếch sao toàn quyền xử lý từ nay Carter bị cấm bước vào công lãnh và gắt cũ không được gặp con trai Colo nói rồi sâu ma cho người đưa hắn ta ra ngoài còn phía Colo ngắn gọn thôi dáng làm nô lệ của hoàng tộc cụ thể hơn nữa là là hầu gái cho hai vợ chồng anh chị sâu ma bon thêm vụ gánh váng trọng trách nếu anh vua lỡ chân làm gì đen tối thì hãy rút kiếm cắt tiết của cậu ta ngăn chặn anh trở thành bạo chúa đặc biệt là nếu sâu ma có lỡ bị thay đổi cái nết mới sáng ra sâu ma đã cùng ha quy ra bàn chuyện đại sự cơ mà dễ ăn quá nên ha quy ra cũng có chút ở không yên đang nói hang thì thanh niên lót oèn hớt hải chạy vào chuyện động trời xảy ra rồi cả tim ngồi xe hịnh chạy đi xem sao đi quài đi mãi thì gặp một cái gara xe sâu ma cứ tưởng mình được tặng một con xế hộp hịnh ai ngờ nó lại là cái cửa vào hầm ngục thời này có cái nhà tù mà đa dạng hình hài quá nào hang nào hầm kiểu pháo đài lại còn có cả không gian huyền bí cái hầm này được cải tạo lại thành phòng nghiên cứu lót oèn đi tới gọi người bên trong cánh cửa mở ra một dãy cầu thang phát sáng xuất hiện đi một hồi thì tới căn phòng cuối cùng cũng là phòng thí nghiệm của genia khung cảnh bên trong khiến sâu ma há hốc mồm sái cả quai hàm ở một góc nhỏ là một căn nhà gỗ một cục tóc xanh ra mở cửa cô ấy chính là genia sau màn chào hỏi khá cồng kềnh sâu ma lại cảm thấy hứng thú với cô bé này hơn cậu ta thản nhiên nói mà quên mất nóc nhà đang đứng lường nguyết từ ở phía sau một con bé kiêm rất nhiều chức vụ từ nhà nghiên cứu nhà khoa học cho tới nhà phát minh, cô ả à còn từng làm ma đạo sĩ cấm quân, rồi thì nhân viên bộ phận phát triển vũ khí, nhưng chót dại làm nhiều việc nên đã bị tống cổ ra khỏi nhóm. Việc đấy thì cũng từng gây ra Ken đồ lớn chấn động một thời. Năm ấy khu huấn luyện và phòng nghiên cứu bị nuốt chửng bởi rừng cây chỉ vì cô ả à nhét hạt giống cây vào mũi tên rồi cho một chút ma pháp sinh trưởng vào. Nhắc lại chuyện cũ xong, bốn anh chị cùng nhau thưởng trà nói chuyện. Họ nhắc tới nhà Magel là một gia tộc nổi tiếng trong ngành nghiên cứu dị vật được tìm thấy ở trong hầm ngục rồi lại nhảy sang vụ bảo ngọc, cái cục mà có thể phây tham như điện thoại mà chúng ta cầm trên tay hàng ngày. Genia nói rằng khối bảo ngọc ấy còn được coi là lõi hầm ngục, là thứ quan trọng hàng đầu để duy trì hầm ngục. Thế nhưng một vài nhà thám hiểm đã trôn nó về vì khoản tiền và danh vọng nếu lấy được nó. Chính vì thế nên mới có những tàn tích hầm ngục bấy giờ để người ta đi khám phá. Thế nhưng những bảo ngọc hiện tại họ nghiên cứu đã trong tình trạng hư hỏng lỏng lẻo. Nói chuyện với một người thông minh quả là dễ chịu, hơn nữa thấy nét anh vua cũng khá là đẹp và hợp ý mình nên Genia đã cho sâu ma chiêm ngưỡng một phát minh mới độc lạ của cô. Con nhóc đưa mọi người ra ngoài, đằng sau lớp vải tre ấy là một cục sắt cô ả à đặt tên là Susumo, một con tàu sai bự di chuyển bằng gió, nó sẽ hút những thứ ở phía trước chiếc vòng tròn rồi thổi ra phía sau, thanh niên lỡ bấm nút khởi động, bỗng mọi thứ bị thổi bay, chỉ có cô ta bám được cái dây nên bay lơ lửng phía trước, một phút ba mươi giây cả mụ cũng bị hòa theo cơn gió. Lót oèn phải cố lắm lắm đấy mới tắt được cái cục này cũng may anh vua dễ tính nếu không cô ả à có chục cái đầu cũng không đủ mà chém sâu ma nháy mắt cái để họp nội bộ với vợ anh nói với cô thanh niên genia này là một nhân tài cho đất nước mà họ nên giữ lại cho riêng mình chị vợ này ra ý ban hôn một người mà anh chồng tin tưởng cho genia không ai khác đầu sâu ma nghĩ ngay tới lót oèn lập tức anh vua tiến về phía lót oèn hỏi cậu ấy có thích con gái nhà người ta hay không để anh còn biết mà tính úi rồi ôi đúng là anh vua hợp cạ cả. cả việc này cũng giúp mình nói ra genia cũng đã từng nghĩ tới chuyện này rồi Tiền cưới hỏi, xin lễ hoàng gia cân tất chỉ cần một cái gật đầu của hai người họ mà thôi. Quay trở về, Soma tranh thủ chạy qua chơi với mấy bé mèo, Kala cũng bắt đầu làm việc, cơ mà bộ hầu gái trông hịnh nhưng cô mặc chưa có quen. Chạy deadline hơn cả chạy sâu, rất nhanh vụ người dân làm loạn xì ngầu bên nhà Julius đã được báo cáo. Ha Quy ra đưa bức thư của sứ giả van cho anh vua xem qua, cơ mà chữ bé quá, mắt lại mờ nên đã đưa cho chị vợ đọc hộ. Chuyện là bên kia muốn nhà mình chạy sang giúp đỡ, thấy cũng tội thôi thì như làm thêm việc tốt, Sô Ma đồng ý và phái một túm quân sang tim bên giúp đỡ. Phía bên kia, thanh niên vua nửa mùa bị người dân làm loạn, tức quá mà ngồi nốc cồn một mình. Đàn em thì cứ lần lượt chạy vào báo là người gây rối, nào là người bỏ của chạy lấy thân, khiến cậu ta nghe mà toát hết mồ hôi hột. Tất cả mọi chuyện của nhà này Sô Ma đều được báo cáo kỹ đến từng lỗ chân lông, việc Julius cắp mông chạy trốn cũng được báo lên trên. Họ còn muốn cho Amidonia hòa vốn nhập đất vào vương quốc Ephiden, mấy anh quan lớn cũng đã ký tên, văn thứ chính thức cũng đã cập bến nói là làm ngay vậy đó soma hơi ngại vì nếu gộp vào e là khó khăn cũng tăng theo sau một nghìn khu trang ninh một lần vắt não suy nghĩ thì soma quyết định đồng ý tiếp nhận amidonia vào vương quốc cũng như thông báo tới các nước anh em bạn bè thanh niên này là Gatsby, thanh niên được anh vua nhà mình khen giữ thần dội vì giúp làm ổn định người dân amidonia thanh niên cũng đã sao kê hết ba cái thứ thu chi của công quốc đứa cho soma tự dưng mang ra chi cho người ta lại phải làm thêm việc nghĩ lên nghĩ xuống Soma đã giao vụ giấy tờ này cho cậu ta tiếp tục xử lý, chứ dồn hết cho anh thì anh lấy đâu thời gian nữa mà cưng vợ. Gatby nghe xong mà mừng rơi nước mắt, may quá qua được ải thất nghiệp rồi. Lão Herman cũng có phần được khen, mà lão cũng mang theo đồ cho Soma nốt, đó là rất nhiều sấp phải lông cừu rất chi là xịn sò con mò. Soma tiến tới sờ nhẹ một cái, cảm thấy có gì đó sai sai, xong rồi não anh vua nhớ lại mấy cái chuyện vội hỏi Herman Tặng người ta thảm trả nhẽ trong này có thêm chị vợ nào định biếu cho cậu nữa hay sao? Quả nhiên con bé Jojo A nhảy ra thật, nó là em gái của thanh niên Julius, ngoài cái mặt cũng ổn áp ra thì còn bị ảo tưởng sức mạnh hạng nặng. Bonnet thêm cái nết không có miếng duyên nào, vừa tới đã đòi gia nhập hậu cung của Soma. Nghe tới kết hôn, chị chính thất vội chạy như bay xuống hỏi mày muốn làm cái quần què gì thế. Con bé cãi lại luôn rằng làm như những gì Lisa làm thôi chứ có gì mà căng. Con bé hồn nhiên ngây thơ nói rằng nếu được làm vợ anh vua thì con bé cũng sẽ có lý do để chị vì Amidonia. Nghe ngứa cả đít, Lisa bật lại, Mày bố láo bố toét chị đây là yêu anh chồng thật cái dạ nên mới ủn mông anh, cũng như ai Isa và cả Juna, cứ phải yêu thì mới ăn nằm với nhau được. Ui dào ơi, thế lại dễ cho Jojo à quá, nói gì chứ thích Soma thì cũng dễ không, con bé chốt luôn một câu xanh dờn, mình cũng khá thích anh mà. Con bé còn góp ý tưởng lớn của mình về cục bảo Ngọc phát sóng là tạo ra khoảng thời gian phát sóng có thu phí để pia sản phẩm kiếm tiền làm giàu. Sau khi nghe được lý tưởng của JoJoa à, thật lòng muốn bảo vệ người dân chứ không như ông bố và anh trai của cô chỉ biết bòn tiền vào vũ khí, Soma chốt luôn, tính này anh thích. Sau đấy họ nói nhiều lắm mà tôi chả hiểu cái mẹ gì cả, mãi nói tới chuyện ăn cỗ thì quả não của tôi mới chịu tiếp thu. JoJoa à, nhẹ nhàng thỏ thẻ chứ không hề mạnh bạo, gọi anh là ngã rẽ vì gặp anh em phải cua, nhưng cô em đợi anh hỏi ý kiến nóc nhà cái đã, Lisa nói rằng ở thì cũng được, hỏi vợ hai vợ ba thì họ cũng nói càng đông càng vui chủ yếu là anh vua phái phái chính thất cảnh cáo nếu gật đầu đồng ý thì không được thiên vị dàn harem đâu đấy nhé liêm sỉ gì tầm này nữa Zozoa gọi luôn chồng yêu làm dàn harem tròn cả mắt một pha mất hết liêm sỉ part hai đến từ vị trí vợ nhỏ jozoa -jo mụ nhảy hẳn lên trên đòi tạo em bé làm chính thất nhìn mà ngứa cái nách phải lập tức bay lên kéo mụ ra cứ thế hôn ước giữa anh vua và con bé được công khai khắp các trang mạng xã hội tên mới của đất nước cũng được đổi thành vương quốc fidonia Hôm nay chị đẹp Magia phê tham cho Soma về vụ sát nhập Amidonia, thế là Soma đứng kể lại câu chuyện một cách chi tiết ơi là chi tiết, kỹ đến từng chân răng. Sáng hôm sau chính thất Lisa cùng IC đi vào gọi anh vua dậy thì ú hòa bà già, mụ Jojoa ngủ ngon lành cành đào gần anh chồng luôn. Đã thế mụ Jojoa còn lết cái thân gối lên đùi anh vua làm hai chị vợ tức xì khói, lúc cô à dậy định đi về thì lăn cái bụp nên chính thất phải nhờ IC bế cô ả à về. Anh vua cũng tranh thủ dỗ chị vợ một hai câu, đội vợ lên đầu trường sinh bất tử. Nơi này đã được anh vua sâu ma update lại trong phi vụ trùng tu thành phố. Đây không còn là khu ổ chuột xấu xí nữa, làm ô anh cũng phải há hốc vì nó quá là khác xa lời đồn. Người được chuyển tới đây cũng không tốn bất cứ phí gì cả, chỉ cần cùng nhau giữ gìn vệ sinh chung. Đi một hồi cũng thấy hơi mỏi giò nên cả đội ngồi làm cốc trà đá vỉa hè rồi buôn tiếp. Sâu ma nói lý do mà mình cho người dân rửa tay, xúc miệng là vì những vi khuẩn bé nhỏ ngây thơ vô số tội. Cũng may có tộc ba mắt giúp đỡ nên việc nạp kiến thức về vi khuẩn cho mọi người cũng trở nên dễ dàng hơn. Tộc ba mắt này có khả năng nhìn thấy vi khuẩn nên ít khi giao lưu kết bạn với thế giới bên ngoài. Hơn nữa họ còn dùng con mắt thứ ba của mình phát triển mảng y học, nó cứ phải gọi là ở cái tầm, đi trước thời đại luôn. Cũng vì thế mà họ được coi là sống thọ nhất ở thế giới này. Sâu ma còn ký hợp đồng chế tạo kính hiển vi và cả thuốc kháng sinh, anh còn đổi tên thành thuốc ba mắt để họ gây dựng thương hiệu. Nghe sâu ma nói mà cả ba cứ thay nhau há hốc mồm, khen lia lịa loại thuốc đỉnh của chót này đang nói chuyện hăng thì có bà cô tới khử khuẩn nhưng mà nhiệt tình quá làm Owen tưởng là bị thần kinh trốn chạy lập tức chuyển mốt chiến đấu anh vua sâu ma nói người quen thôi không sao cô ả à đang xịt khử trùng covid cô vùng tên là hizude một chiến thần bác sĩ super siêu thuộc tộc ba mắt nhìn sâu ma cải trang không hề giả chân làm chị bác sĩ nhận ra ngay từ phát đầu cô nói nếu lỡ mà bỏ quên một hôm là cái phố này là lại như cũ ngay nên thôi cứ ngày nào cũng qua dạo một vòng nhưng gặp dân tị nạn mới là mục đích chính của chuyến đi ngày hôm nay. Nghe thấy thế bà Hizude ghé cái mặt vào camera nói là cho đi ké với. Rất nhanh cả team đã tới nơi, dân tị nạn dừng lều ngay ngoài thành, già trẻ lớn bé đều có. Trước đó sâu ma đã hỗ trợ mì tôm lúa gạo bánh trái và cho người bảo vệ họ. Có biến, phía trước có vụ ẩu đả, có cái lũ giang hồ mất nết từ đâu chui ra tấn công rồi còn đòi bắt cóc cả trẻ con đem bán. Chúng nó còn chém lung tung nên các nhà mạo hiểm giả đang choảng nhau với chúng. Sau ma cho hai anh chị hầu và cả chị bác sĩ qua giúp một tay còn vợ anh thì đứng đây bảo vệ anh nhé, chứ anh sợ lắm. Bỗng anh vua nhìn thấy Yuno đang bị bắt nạt nên cậu đã phi tới nửng cho hắn một cái, tính làm sương sương thôi mà tên này quay ra chơi thật. Sau cùng vẫn là chị vợ và Yuno ra tay xử gọn. Lisa quay ra chửi anh vua một trận, chỗ người ta đang mắng chồng mà bà Yuno này giật lấy sâu ma như thật, cô hỏi sao cậu ta biết tên mình. Đang không biết phải giải thích như nào thì Owen lôi hai thằng giang hồ làm loạn đi tới giải vây. Hai thằng này nó chửi là tại anh vua cho mọi người đi học, xong cái thằng chủ của nó bị trượt bài kiểm tra. Bí quá nên sai hai đứa đi bắt cóc bán người vì nghĩ rằng vua sẽ không quan tâm tới dân tị nạn. Sâu ma nghe xong mà máu chó đồn lên đỉnh đầu dáng cho cả hai một cú đấm thần thánh ngã lăn quay. Anh chàng thủ lĩnh cao to cơ nào ra cơ nấy này tên là Jiu, cô bé bên cạnh là em gái của cậu ấy. Cô mê in, nhìn là thấy có mùi sau này sẽ gia nhập giàn hậu cũng lắm đấy nhá. Sô ma nói mình đến đây không phải để nghe cảm ơn mà là dục họ đưa ra câu trả lời của mình về việc trở thành người của vương quốc hoặc là rời khỏi đây. Jiu hỏi liệu sâu ma có làm như bên đế quốc, cho dân tị nạn mảnh đất chưa khai phá để họ tự làm hay không. Anh vua đáp luôn mình không làm được, vì anh nghĩ những đứa trẻ được sinh ra khi ở đó liệu có chấp nhận vùng đất mà ông bà còng lưng cày cấy lại chỉ là đất thuê. Nói tóm lại là mỗi cây, mỗi hoa, mỗi người một não nên sẽ có những cách làm khác nhau. Nói rồi sâu ma bảo Owen đem bản đồ vương quốc ra ở một góc bên bờ biển có thành phố cảng Vena đang xây dựng khu dân cư với khu buôn bán, cậu sẽ cho dân tị nạn tới đó sống nếu họ đồng ý trở thành người của vương quốc. Hai anh em nghe xong mà há hốc mồm vì quá bất ngờ, ông anh thì cảm kích lắm rồi nhưng con em thì chưa. Ji-u nói với anh vua mình không thể tự quyết được nên anh sẽ trả lời sau khi tham khảo ý kiến mọi người. Lúc này Bu ra vội vã đẩy cửa đi và gọi Hizude đi đỡ đẻ gấp, ca này khó quá làm bà đẻ cũng bó tay rồi. Kala vừa mới về đến là lại phải đi nữa để lấy đồ phẫu thuật cho Hizude bà còn nhờ luôn anh vua giúp mình chuẩn bị. Xong cái rõ đi làm việc mà thành người nhà ngồi chờ bà đẻ luôn, đây là ca mổ đẻ đầu tiên của thế giới này nên ai cũng vừa lo vừa sợ. Mãi cho tới khi Kali đi ra báo hỉ là một cậu nhóc mập ú, cả lũ mới thở phào vui vẻ. Jiu cảm ơn sâu ma vì đã luôn quan tâm tới họ, rồi nói rằng mình sẽ nhượng lại vị trí thủ lĩnh cho em gái. Bởi vì nếu mọi người đồng ý ở lại nó là điều tuyệt vời nhưng nếu có những nhóm không chịu nằng nặc đòi quay về thì anh sẽ đi cùng họ giành lại lãnh thổ. Sau đó cả lũ vào thăm em bé và bà mẹ bỉm sau cú vượt cạn thành công. Xong cái bà Lisa bà nói vu vơ em bé người ta dễ thương rồi gạ anh chồng làm một đứa cho vui cửa vui nhà. Hôm nay bà Excel bà lôi cả dàn hậu cung ra học khóa huấn luyện cô dâu lần thứ nhất làm hội chị em đứa thì giật mình đứa thì vui như đi shopping. Lisa hỏi cô sao nay lại có hứng làm giảng viên thì bà đáp câu xanh dờn, chị đây sống xương 500 năm rồi, có rơi vào lưới tình với vài anh đại gia sân gôn ngoài vụ mấy ông đấy ngòm củ tỏi trước vì tuổi già thì ông nào chị cũng đẻ cho một lứa hết quan trọng là chị rất giàu kinh nghiệm sống cùng chồng đến đầu bạc răng hô nên chị sẽ truyền lại cho các bé bà còn cho anh vua học trước một buổi rồi bảo ông đạo sĩ thôi miên sâu ma để xem cậu ta nghĩ gì về dàn hậu cung rồi ghi lại vào sổ đầu tiên là zozoa ư ừ thì vẫn là thích cái avatar xinh đẹp trẻ trung năng động rồi thì có tài pr sản phẩm có duyên bán hàng mỗi tội hơi đánh đá tới lượt Suna thì sâu ma chốt luôn cái gì cũng đẹp đặc biệt là tâm hồn 10 điểm cho sự hoàn hảo. Được cái nếu tính theo tuổi trái đất thì cô sẽ hơn anh một tuổi nên có chị máy bay lâu lâu đổi vị. Người thứ ba là ai ít xa có hơi ấy ấy vì cậu ta thấy cô giống thú cưng, ủa alo, người nào cũng khen tóm lại là như thế. Cuối cùng là chị vợ cả Lisa, bà Excel đáp câu không có gì làm con bé đờ người ra, cứ tưởng bị chồng bỏ chồng chê, hóa ra là anh vua anh muốn tự mình nói ra cơ. Nghe Excel nói như này làm cả lũ phải ghen tị với mợ cả đấy nhá. Bà Excel bà nói hôm nay dạy sơ sơ mấy cái đơn giản về việc thị tẩm thôi. Nghe tới đây là một nửa lớp học có hơi ngại nhưng lúc bà mang văn thư tuyệt mật ra làm phần thưởng sau khi khóa học kết thúc. Lại còn là cơ mật quốc gia thì cả bốn đều dí mắt đọc không chớp cái nào, chẳng biết có gì mà đọc hăng quá. Tự dưng bố vợ gọi qua nhà làm sâu ma cũng hơi rối hít một hơi oxy dài đẩy cửa bước vào thì thấy nhạc phụ nhạc mẫu ngồi chờ ngoài ban công. Thật ra mà nói, từ ngày lên làm vua, Sâu ma luôn muốn gặp ông để tâm sự mỏng đôi chút nhưng lần nào ông ấy cũng từ chối, mãi tới tận giờ mới rep in bọt đồng ý. Hôm nay sâu ma muốn hỏi ông ba câu, chỉ ba câu thôi. Thứ nhất là vì sao ngài ấy lại có thể dễ dàng truyền ngôi cho một người non nớt như cậu khi mới được triệu hồi tới đây. Thứ hai là việc mà Geo sẵn sàng ôm hết tội về người, nó có rất nhiều thứ kỳ lạ. Câu hỏi cuối cùng là sao phải chờ tới tận ngày hôm nay mới đồng ý gặp mặt anh. Chị mẹ nắm lấy tay anh bô, trong lúc ông nói rằng mọi thắc mắc của sâu ma đều liên quan tới một chuyện và họ đã suy nghĩ kỹ có nên nói cho cậu nghe điều này hay không vì con tim nhỏ bé của ông không không đủ cứng đến nỗi có thể giấu nhẹn đi những tội lỗi mà mình lỡ mắc phải sau đó ông kể cho anh vua nghe về quá khứ của mình chuyện rằng ngày sửa ngày xưa xưa ơi là xưa đại quốc phía tây đã yêu cầu ông triệu hồi anh hùng đức vua cũng như cún nghe lời chuẩn bị đầy đủ sau đó một thanh niên từ dị giới rơi xuống vua lập tức cho thanh niên sang bên đại quốc luôn Thế nhưng khí chất ngút trời làm đức vua nhìn ra cậu ta có thứ tài năng mà mình không có vậy nên vua cho thanh niên làm thừa tướng. Nhờ những cải cách của thanh niên ấy, vương quốc đã out khỏi mấy cái ải khó khăn thành công, thế nhưng cách làm của cậu bị giới thượng lưu ghim vì động tới túi tiền của họ. Và rồi lũ quý tộc bắt đầu to nhỏ với vua về anh, ra sức nói xấu, tuy nhiên ở bên cậu ấy có một đồng minh, làm đại tướng quân oai hùng. Thấy thế bọn quý tộc lại nhân hai năng lượng tích cực dìm cậu ta xuống làm vua cũng không yên trong lòng, nên đã cắt chức đuổi việc thanh niên cậu ta đã mang theo cả bụng ấm ức đi tới lâu đài của đại tướng ở ké ngỡ việc đã xong thì anh bạn bên kia biên giới cứ lăm le dòng ngó đòi chảng nhau suốt đại tướng quân đành phải lên đường vì dân phục vụ thời tới bọn quý tộc nổi loạn luôn dù có mạnh như nào thì ông tướng quân và cả đội nhà vẫn thất bại thảm hại cả thành phố và lâu đài thanh niên ở đều nướng mình ở 100 độ c ba ngày không tìm thấy thanh niên làm ông vua hối hận vì mình đã làm như thế anh bạn láng giềng bắt tay với lũ quý tộc tiến vào vương đô anh vua cũng bị mọi người quay lưng vì anh thật sự ngu ngốc người dân cũng anti ép an, ông vì họ là ép an của anh thanh niên. Cái kết cho anh vua là ăn bơ sống qua ngày rồi bị bao vây. Chị vợ nghe thấy vội nhắc anh, chẳng phải bà có thể dùng ma pháp loại bóng tối, nhờ nó bà có thể gửi được kinh nghiệm của mình cho chính bản thân mình trong quá khứ. Nói tóm lại là cứ như tua ngược thời gian ấy, việc bà chọn anh vua làm chồng cũng là dùng cách này mà nên cứ yên tâm về độ tin cậy. Và thế là anh vua quyết định xài chiêu của chị vợ và nhường ngôi cho anh thanh niên, câu chuyện chấm hết. Cựu vua nói với xin lỗi với sâu ma, những chuyện này làm ông như bị cảm giác tội lỗi bám đuôi nói xong thì sâu ma cũng đã tạm ổn về hai câu hỏi đầu và đuôi giờ thì còn hơi lăn tăn khúc giữa anh bố vợ mí giải thích là khi ấy mình nhát lắm không dám ôm hết chuyện làm một mình nên đã kể cho Geo ô nghe thế là ngài ấy quyết tâm nhổ tận gốc cái bọn quý tộc hãm phụ khoa bằng cách đó sau cuộc nói chuyện với ông bà bô sâu ma về nhà đứng hóng gió ở ngoài thì lisa đem khăn ra khoác cho anh hai anh chị nhẹ nhàng tựa vào nhau trong sự cay cú của anh em cầu fa chúng tôi tuyết bắt đầu rơi xuống anh vua quay lại ôm chị vợ thỏ thẻ, Hà Nội đẹp nhất về đêm, đời anh đẹp nhất khi thêm em vào. Xong cái hai anh chị trao nhau cái hôn và đúng thời khắc bắn pháo hoa giao thừa, bộ phim tới đây là hết thật rồi. Các bạn thấy sao về cái kết này, hãy để lại bình luận ở phía bên dưới ngay đi nào. Đừng quên like video cũng như đăng ký kênh nếu như đây là lần đầu tiên nhìn thấy chúng mình trên YouTube nhé. Hẹn gặp lại!